đi về nhà thì bạn gái tự nhiên im lặng một khoảng thời gian rất là lâu. Em nhắn tin rất là nhiều, gọi điện rất là nhiều nhưng vẫn không thấy trả lời. Không có đi tìm hả? Để biết đi tìm ở đâu được ạ? Chuyển phòng luôn ạ. Về ngoại hình thì chỉ cần bạn nam chỉn chu một chút xíu là được ạ. Em rất là ấn tượng với bạn nam nào mà mặc quần tây với lại áo sơ mi. Quần tây, áo sơ mi, quần jean đàng hoàng nha. Sao? Dám nói quần tây. Dạ cũng được chị. Không lẽ giờ yêu nhau vì cái quần hả? Không lẽ giờ yêu nhau vì cái quần hả? Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình nói lớn lên để hai bên cùng cảm nhận nha. Dạ. Mời em trai. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chị Trường Ông Lam bên kia. Chào chị khán giả. Em tên là Dương Đức Thanh. Đức Thanh. Dạ. Năm nay 29 tuổi. 29. Đến từ Bình Phước. Thanh làm gì ở Bình Phước Thanh? Em làm kỹ sư cơ khí và kinh doanh tự do. Nhà tôi bên nhà trai Bình Phước xuống nha, nhà gái. Dạ, nhà gái nghe rồi ạ. Mời nhà gái giới thiệu nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lam, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hà Trang, năm nay 25 tuổi, đến từ Hà Nội và hiện tại thì cùng với gia đình sinh sống và làm việc tại Đồng Nai ạ. Em đang làm công việc gì? Em làm nha sĩ. Ở Đồng Nai luôn? Dạ, ở Đồng Nai luôn ạ. Cô gái của chúng tôi làm sương sương thôi, nha sĩ ạ. Một bên ở Đồng Nai, bên ở Bình Phước thì cái khoảng đường nó không xa lắm. Dạ đúng rồi. Cũng ổn ha. Dạ ổn. Bạn có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ em thì có ưu điểm là hòa đồng, vui vẻ, thích sáng tạo, biết làm việc nhà, nấu ăn. Biết làm việc nhà mới quan trọng. Điện nước làm cũng được hết. Làm được hết đúng không? Được hết ạ. Kỹ sư mà, việc gì làm cũng được. Còn có những cái khuyết điểm gì không em trai? Khuyết điểm hay bị ngủ trễ. Ngủ trễ và hay bị suy nghĩ nhiều. Chưa có vợ thôi. Có vợ đi rồi không có giống ngủ trễ được đâu. Yeah. Rồi mời nhà gái. Nhà gái nè, chúng ta có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng, vui tính. Em có biết ca hát một chút xíu thôi ạ. Dạ. Còn về nhược điểm thì em là một người không giỏi trong việc nội trợ cho lắm. Không sao, bên kia giỏi nội trợ lắm. Dạ. Bên đây làm gì cũng được, trên chuyện nhà làm được hết luôn. Dạ. Và em có cái tính là hay quên ạ. Với lại em hay bị trễ giờ, hay bị lề mề á chị. Nói chung đó là do cái cơ địa của mỗi con người rồi. Dạ. Đó, nhà gái của chúng tôi vậy thôi, xinh xắn đáng yêu. Ưu điểm thì cũng khá nhiều mà khuyết điểm thì cũng không có bao nhiêu. Nói chung là hai bên này cũng không có nhiều khuyết điểm lắm đâu. Đúng. Khuyết điểm đơn giản thôi mà. Dạ. Chúng ta có gia đình rồi, ta sẽ khắc phục được tất cả điều đó, đừng có lo. Bây giờ em nói cho bên nhà gái biết là đường tình duyên của mình nó sao. Đường tình duyên thì em có hai mối tình. Ừ. Một mối tình sinh viên và một mối tình khi đi làm và quen được 4 năm. 4 năm? Dạ. Thì bạn gái hồi lúc chia tay thì bạn ấy em khi mà chuyển công ty về nhà thì bạn gái tự nhiên im lặng. Ừ. Im lặng một khoảng thời gian rất là lâu, khoảng tầm 3-4 tháng gì đó. Em nhắn tin rất là nhiều, gọi điện rất là nhiều nhưng vẫn không thấy trả lời. Không có đi tìm hả? Để biết đi tìm ở đâu được ạ? Chuyển phòng luôn ạ. Bạn gái chuyển phòng luôn? Dạ chuyển phòng luôn, rồi, đi chuyển phòng luôn. Có đột biến gì rồi? Xong bạn nữ ấy mới nói là để em coi lại tình cảm của hai đứa mình. Xong cái cuối cùng thì trả lời một lại nữa là hai gia đình không hợp nhau. Vậy thôi đó hả? Dạ vậy thôi. Trời. Là cho nên là từ đó về sau là thề không yêu ai nữa hay sao? Mấy năm rồi? Tới gần 2 năm rồi. 2 năm rồi, giờ quên chưa? Đã quên rồi. Còn quên suy nghĩ tới hình bóng cũ không? Thì nói chung là cũng phải cũng có cái kỷ niệm thôi, tại vì cũng phải nhớ đến. Không thể nào mà dứt hết ra khỏi suy nghĩ được. Có kỷ niệm thôi, đó là ký ức đẹp thôi ha. Ký ức thôi. Giờ tình trường mình sao mà nói cho nhà trai nghe đi cưng. Em thì trải qua chính thức một mối tình ạ. Em và bạn đó có khá là nhiều rào cản chị. Thứ nhất em nghĩ là về tôn giáo, về tính cách, về quan niệm sống. Tụi em không có được một cái cách giải quyết chung cho vấn đề đó, cho nên là tụi em quyết định dừng lại ạ. Nhưng mà bây giờ là nguôi ngoai hết. Dạ, nguôi ngoai hết rồi. Lòng chị. Dạ em nó sạch sẽ hết chưa? Dạ, chứ. Em sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới rồi ạ. Rồi, vậy thì nói luôn cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh biết rằng là mong muốn em có một người bạn trai như thế nào. Dạ, về ngoại hình thì chỉ cần bạn nam chỉn chu một chút xíu là được ạ. Em rất là ấn tượng với bạn nam nào mà mặc quần tây với lại áo sơ mi. Chờ xíu. Dạ, chị coi giùm em.
Quần tây áo sơ mi. Quần jean đàng hoàng nha. Sao? Dám nói quần tây. Quần tây quần jean nó như nhau thôi mà. Áo sơ mi nhưng mà quần jean cũng năng động lắm. Dạ cũng được chị. Không lẽ giờ yêu nhau vì cái quần hả? Không lẽ giờ yêu nhau vì cái quần hả? Dạ, về tính cách thì em mong muốn bạn nam có cái sự trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Em có cái điểm gì không thích ở đàn ông? Em không ngửi được mùi thuốc lá. Em có thuốc không em trai? Điểm mạnh của em là không hút thuốc. Không hút thuốc phải không? Uống bia rất là ghê. Uống bia rất là ghê. Uống bia rất ghê. Hai lon thôi. Hai lon thôi. Đàn gái dễ thương, trời xinh quá. Thấy nhà gái tôi làm sao? Dễ thương. Hình nền rất là... Hình nền giao diện bắt mắt. Đúng. Không? Thấy cái là thấy... Có... Yêu, muốn yêu liền. Đúng rồi. Thấy cái là coi như là trai theo nùm nớp đó. Liền. Đó. Bây giờ mình mong người chồng có thể chăm lo mình gia đình hay là người chồng lo về mặt kinh tế? Con nghĩ là về mặt kinh tế thì cả hai đều có thể lo được. Con thì con hơi yếu về phần nội trợ, cho nên là con mong muốn bạn nam có thể giúp đỡ, hoặc là nếu mà bạn anh biết thì có thể dạy cho con thêm. Ví dụ như đàn ông vô bếp rồi làm vừa giặt giũ chuyện nhà xong rồi hàng xóm nó nói nhỏ nó có chồng tính đàn bà quá, suốt ngày ai trong nói bếp câu không? Đó đi ra đây nói chuyện với tôi nè. Hàng xóm nó nói vậy thì mình nghĩ sao? Con nghĩ là về vấn đề về nội trợ, việc gia đình thì con nghĩ con sẽ có cách cải thiện được, con sẽ cố gắng để học hỏi thêm để phụ giúp cho bạn nam nữa, dễ sợ chứ không phải là dồn hết công việc cho bạn nam đâu. Đúng rồi, công việc nhà là mình chia ra, nhưng hàng xóm mà có ai nói câu đó kêu chị Lan về, chị Lan giải thích cho hiểu lý do tại sao mà đàn ông trong cái gia đình này người ta thích làm việc nhà, đúng không? Đúng. Đàn ông đôi hiện tại cũng có thể dọn bếp, cũng có thể giặt giũ quần áo, đúng không? Đúng. Đàn ông cũng có thể cho con bú được, đúng không? Bú bình. Đàn ông có thể làm tất cả mọi việc, có gì đâu mà ngại. Ví dụ mà mấy món mà hàng xóm mà người ta có nói câu đó với em thì em sao? Ông làm đừng như tôi không? Ông làm đừng như tôi không? Đó, ông làm được với tôi không? Rồi giờ nói cho chị Lan nghe coi là mình thích có người bạn gái như thế nào. Cao thì trên 1m65, trên 1m56. Hết hồn, tưởng kêu trên 1m65. 65 tôi quay vô ngược lại rồi nha. Hòa đồng, vui tính, chị biết chia sẻ quà và quan tâm. Cái gì phải nói, chuyện gì phải nói để hiểu nhau. Bạn đó cũng có nhu cầu như vậy đó. Rồi gì nữa, thích gì nữa? Thích thì bạn tóc dài một chút, gương mặt dễ nhìn thôi, được rồi. Tóc có dài một chút, mặt rất là dễ nhìn, nhìn là thấy, không nhìn cũng thấy. Thấy liền, dễ thấy lắm. Liếc qua cũng thấy nữa. Dạ, vậy được rồi. Rồi. Có cái điều gì mà em không thích không? Là đừng có giận hờn vô cớ quá, đừng im lặng, đừng có lăng nhăng. Đừng có gì? Lăng nhăng. Lăng nhăng. Thằng ông lăng nhăng, cái phụ nữ ít lăng nhăng lắm. Năng động được, đừng lăng nhăng. Ừ. Không nói dối. Năng động với lăng nhăng nó không liên quan luôn á. Bây giờ nhà gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ạ. À có mẹ hả? Đó. Giờ mình nãy giờ ghẹo người ta quá. Chào nhà gái. Dạ con chào cô. Chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan ạ. Và chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Và chào cháu trai bên này. Mẹ thấy cháu trai bên này thì rất dễ thương, rất hiền. Cô là cô chấm rồi đấy. Con giờ cứ tạo cho nhau cơ hội để bấm nút hẹn hò thì tìm hiểu thêm. Dạ cô, nếu mà con được hẹn hò thì con sẽ cố gắng. Thứ nhất là vấn đề yêu thương chăm sóc và để hạnh phúc hơn. Còn vấn đề sau nữa là kinh tế gia đình thì sẽ em sẽ không thể để em lo quá nhiều về kinh tế. Dạ. Rồi hay quá. Bé nó dễ thương quá, dễ thương trời đó. Tôi nhà gái là tôi chấm rồi đó. Tôi cũng chấm từ nãy giờ rồi. Bây giờ là mình mở rào thôi. Đúng, cho đôi trẻ gặp nhau. Được cái là mình tiến tới luôn. Đúng ha. Đúng, bấm nút liền luôn, đỡ mất thời gian. Mở rào. Tấn công liền, bước qua luôn. Dạ, em có món quà tặng anh ạ. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ, hai bạn về chỗ nào? Khi mà anh mở rào ra thì anh cảm nhận đầu tiên về em là như thế nào ạ? Anh thấy em là xinh đẹp,
Đúng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Em cười một phát lòng xung đổ trái tim anh. Dạ em cảm ơn. Thì khi mở rào đây thì em thấy anh là một người thứ nhất là khá là hòa đồng. Dạ và em cũng thích cái giao diện của anh luôn. Dạ em rất là thích đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây hay quần jean thì cũng được nghe chú Quỳnh Linh. Đúng rồi, quần tây quần jean cũng được. Mà thứ nhất là quần mở rào ra bà thấy người ta đẹp một cái bà lật lọng liền. Quan điểm của em tình yêu là như nào? Em nghĩ tình yêu là một sự tôn trọng từ hai phía. Và em rất là quan trọng cái việc chia sẻ với nhau. Anh thì cũng vậy thôi. Anh thì cái gì cũng phải chia sẻ. Những cái công việc nào mà khúc mắc quá thì hãy chia sẻ với anh. Chia sẻ với nhau để mình giải quyết nó. Để vượt qua những cái chông gai thử thách đó. Để mình đi đến khi nào mình hết thở thôi. Về tương lai mình suy tính khoảng bao lâu thì mình sẽ đến với nhau? Bao lâu thì em có thể... Em nghĩ là nếu như mà em và anh hợp nhau thì khoảng tầm từ 1 đến 2 năm là mình có thể... 1 đến 2 năm? Dạ. Tưởng đâu 1 đến 2 tháng chứ. Dạ nếu như mà hợp nhau thì em nghĩ 1-2 tháng cũng không vấn đề gì đâu ạ. Anh nghĩ là mình đừng nên yêu nhau lâu quá. Dạ. Lâu quá rồi thì mình hết những cái xấu của nhau thì đó mình sẽ che nhau đấy. Dạ. Mình... gấp quá ha. Hai bạn này gấp quá ha. Tuần trước mới có 3 tháng đám cưới đó. Thằng bé này nó muốn vợ dữ lắm rồi nè. Cái gì cũng được hết trơn hết trời. Bây giờ chị biết vì sao mà hai đứa thời gian vừa rồi bị ế rồi đó. Là biết không? Hiểu lý do tại sao thời gian vừa rồi ế không? Biết không? Bên đây biết không? Tại vì hai đứa chưa tìm thấy nhau. Đúng. Hai đứa phải ế thì ngày hôm nay hai đứa mới gặp được nhau nè. Bây giờ bước tới đi. Bước đúng rồi đó. Nắm tay bạn gái. Nói hết những cái suy nghĩ của mình nãy giờ. Mình suy nghĩ về người đối diện đó. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi nào. Em biết anh thích nhất là gì không? Dạ không ạ. Nhìn má em cười. Vì sao? Dạ sao? Vì anh sẽ cưới em mà. Vì anh sẽ cưới em mà. Nhưng anh sẽ tặng cho em một bài hát. Đó là mãi mãi bên nhau. Cái gì cũng là mãi bên nhau hết chưa? Dạ rồi. Thế giờ anh hát nha. Em là ai trong cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ phải ngập ngừng khi con tim dục tiếng yêu thương? Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa, mai sau dòng đời cuốn xoay. Lắm lúc đôi ta giận hờn, mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Mãi mãi cho che cho em một đời về sau. Mãi mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Anh sẽ mãi mãi yêu mình em. Thôi về vị trí nè các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa ra quyết định các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc mừng hai đứa nha. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Dạ. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn đây. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Thôi, chúc hai đứa luôn luôn gặp thật là nhiều điều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc luôn luôn đông đầy nha. Dạ, cảm ơn hơn. Rồi, chúc mừng hai đứa. Mời em. Đó, quý vị thấy không, Bạn Muốn Hẹn Hò là như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không có một kịch bản nào cả. Chúng tôi cũng không biết họ là ai, họ đến từ đâu cả. Hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng đến đây họ đồng điệu ngay lập tức, họ đồng cảm ngay lập tức và họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vida KOA, tinh thần thép. 42 tuổi rồi, nhưng mà không biết sao mọi người cứ nhìn thấy mặt mình nó, mình chưa có người yêu, bạn trai người ta không có tin. Thậm chí mình đăng lên tấm hình rất là nhiều like, người ta nói là mình mà không có bạn trai, không có người yêu, người ta không tin, cho nên ép về luôn. 10 năm qua không ai dám tin mình hết. Em thì vợ chồng em chia tay được 9 năm. Em có một bé gái, bé ở với em. Bé em năm nay 12 tuổi anh. Mình lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ, 7 năm sau thì vợ chồng em chia tay. Dạ, chắc lúc đó thì vợ em cũng còn trẻ quá, đâm ra lúc đó cũng hơi đột bột. Mời nhà trai. À, mời đi. Xin mời. Mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn ngồi chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình trao đổi lớn lên mình, rồi chút xíu mình sẽ gặp mặt nhau. Mời nhà trai. Dạ vâng, em chào anh Quỳnh Linh. Anh chào em Ngọc Lan cùng bạn gái bên đó. Em tên Vũ Minh Quân. Em sinh năm 1978. Em đến từ Bình Phước. Quân làm công việc gì? Em bên quay phim chụp hình tự do anh Linh. Ở Bình Phước luôn hả? Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. À, mình tên là Lưu Thiện Triểm. Nghề nghiệp của mình là sản xuất bột ngũ cốc 29. Mình đến từ Phú Yên, sinh năm 1980. À, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em rất là vui được gặp anh ở tại chương trình này. Cảm ơn em rất là nhiều. Em là làm việc ở đâu? Dạ, em là làm việc tại Phú Yên. Em là cơ sở sản xuất bột ngũ cốc nguyên chất 29. À, vừa từ Bình Phước đến một người từ Phú Yên tới luôn. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Quân? Em thì khuyết điểm thì nhiều lắm anh. Em nói một cái gì đó mà người ta không làm theo hay là không làm đúng theo á, em hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khi mà người ta đã làm rồi là xong rồi thôi. À. Mà chưa làm xong mà chưa mà nhắc hoài đúng không? Nói hoài. À. Nhiều khi ta không thích làm như vậy thì sao? Dạ, bởi vì công việc của em, ví dụ khi bạn nó muốn làm gì khác đó ngoài đó đi, không có em đó đi. À. Ví dụ em nói em đi tác nghiệp đi. Ừ. Khi mình làm mình phải nhanh nhẹn hoạt bát này. Ừ. Thời gian ví dụ nhà trai rước cô dâu chuẩn bị lên xe hoa rồi, mình để ở đây mà cứ ngồi lèn tèn là không được. Đúng rồi. Mình phải nhanh nhẹn hoạt bát, mình phải lấy cái này tay này chụp này tay kia chụp. Ưu điểm là gì? Ưu điểm em thì em khá là nhiệt tình, nhanh nhẹn, sôi nổi, hoạt bát. Mời nhà gái. Cảm ơn nhà trai. Nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dễ thân thiện với người lạ, rất là vui vẻ, hòa đồng. Cái khuyết điểm của mình là hay sợ mấy cái con rắn, con sâu rồi vậy. Rồi đi tàu xe hay bị ói khiến những người khác không có cảm thấy thoải mái vậy. Bây giờ mình cho biết đường tình duyên của mình sao đi. Em thì vợ chồng em chia tay được 9 năm. Em có một bé gái, bé ở với em. Bé em năm nay 12 tuổi anh. Mình lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ, 7 năm sau thì vợ chồng em chia tay. Nhưng mà chắc cũng có việc gì căng thẳng lắm ấy. Dạ, chắc lúc đó thì vợ em cũng còn trẻ quá, đâm ra lúc đó cũng hơi bồng bột. Nhà gái mình thì thế nào chị? Ly hôn cách nay đã 10 năm rồi. Dạ. Thì hiện tại thì vẫn còn độc thân. Nhưng mà trước hết là mình cũng cảm ơn cái bạn đã đồng ý hẹn hò với mình đến đây. Tại vì mình đã có hai con rồi, mình lớn tuổi, mình nghĩ không có ai đồng ý chấp nhận hẹn hò với mình. Cho nên mặc dù 10 năm qua rồi mình vẫn ở vậy, cho mình rất là vui. Trời ơi, chị sinh năm 80 là cũng không có lớn đâu chị. 42 tuổi rồi. Trời ơi, nhưng mà với cái giao diện này là đúng rất rồi. Là trẻ. Nhưng mà không biết sao mọi người cứ nhìn thấy mặt mình nó, mình chưa có người yêu, bạn trai người ta không có tin. Đó. Thậm chí mình đăng lên tấm hình rất là nhiều like, người ta nói là mình mà không có bạn trai, không có người yêu, người ta không tin, cho nên ép về luôn. 10 năm qua không ai dám tin mình hết. Vậy đó hả? Cho nên mà hôm nay mình lên chương trình để cho mọi người thấy rằng mình vẫn ế. À, hay quá. Nhưng mà sau chương trình là mình hết ế. Hy vọng là hôm nay mình sẽ thoát ế.
10 năm rồi. Dạ, từ năm 2013 đến giờ là 2022 là đã 10 năm rồi. 10 năm. Dạ đúng rồi, 10. Tức là không có mối tình nào. Cứ nhìn thấy mặt mình là nói như mình không có người yêu, không ai tin. Kỳ lạ hình vậy. Hình như đó là hai cái chữ dán lên có người yêu, có bạn trai hay sao trên mặt hay sao. Rồi bây giờ mình muốn có người yêu thế nào nè? À, em thì có quan điểm của em thì có một người bạn nam rất là làm ăn giỏi. Thứ nhất, thứ hai là biết quan tâm đến gia đình, mọi người xung quanh mình. Chung là có nhà ở thành phố thì càng tốt, mà không có thì cũng được, từ từ mình sẽ làm sẽ có. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Em ghét nhất ở đàn ông là cái điều bài bạc. Nhậu chút chút thì được. Tại vì chồng của em trước kia là bài bạc cho nên em không thích. Chồng em có quan tâm chăm sóc em không? Là bài bạc không có thời gian đâu quan tâm em anh. Thiếu quan tâm đúng không? Dạ. Có bao giờ mình quên quan tâm tới vợ mình không? Dạ có anh. Thật ra cái này cũng đúng là nguy hiểm đó. Nó quan trọng lắm. Quan trọng vô cùng luôn. Cuộc sống đâm ra nhiều lúc mình cũng không phải cố tình muốn bỏ bê vợ con hay là gì đâu. Nhưng mà cuộc sống công việc đưa đẩy. Thì nếu mà anh nghĩ là người vợ mà thương thông cảm hay gì thì cũng là không sao. Mình nếu mà mình nhận ra điều đó trước á thì mình sẽ quan tâm với vợ nhiều hơn. Còn hoặc là vợ biết cái điều đó góp ý với đàn ông thì nói anh vậy đó, tại sao anh vô tâm mà không quan tâm đến em, thì mình có thể sửa được. Nhưng mà nếu như mình không nhận ra thì nó sẽ đổ vỡ. Bởi vậy giá trị của những người một lần đò là như vậy đó quý vị. Họ sẽ có kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề yêu đương, kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề cư xử với nhau trong cuộc sống vợ chồng. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng về một người phụ nữ tương lai của anh là như thế nào? Đầu tiên thì nói chung chỉ đạo đức mà sống mình có hướng nội hướng ngoại chút xíu, vừa nội vừa ngoại và lanh lợi chút xíu. Có chiều cao hay là mập tròn hay là thế nào không? Không anh Linh, em cũng không ấy lắm. Nhưng mà bên đây ngoại hình cũng ok lắm á. Ngon chết. Giao diện tốt à, hình ảnh tốt. Vậy mà vẫn ế đúng không? Dạ, vẫn ế 10 năm rồi chứ. Bởi vì mấy người ta nhìn nó cô này đẹp quá, xinh quá, dễ gì cũng không có bồ của nó xạo á. Thì anh nói đúng đó. Vậy cho nên em mới ế. Để. Cho nên hôm nay em mới lên đi mong rằng thoát ế đó anh. Bây giờ em muốn là một mẫu hình một người chồng tương lai của mình phải như thế nào? Cao to, không cần phải đẹp trai, bình thường. Nói chung là phải vui vẻ, hòa đồng, tốt tính, mọi người phải có tâm một chút. Rồi mình hỏi người thân cái đã. Anh đi với ai? Anh đi mình. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào hai chị MC. Xin chào khán giả trường quay cũng như là hàng triệu khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Huân, thì mình là em trai của chị Triểm. Hôm nãy giờ hai anh chị có trao đổi á, phía nhà trai á thì cũng khá là ok. Hôm nay á, hai anh chị đã dành thời gian đến đây thì coi như mình cũng đã có cái duyên với nhau rồi. Thì hai anh chị nói chung là mình có thể cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tại những phút ngắn ngủi trên truyền hình. Nó chỉ là một thời gian ngắn thôi, nó không sâu ấp hết được khả năng của bản thân. Còn việc quyết định thì sẽ phụ thuộc vào phía chị cũng như là phía anh. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Chào anh, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Trời ơi. Cái này món quà này là ngũ cốc nguyên chất 29 là nhà em sản xuất. Em là chủ cơ sở sản xuất cái này luôn. Rồi. Em bao nhiêu tâm tư, tình cảm và nguyện vọng em đều gửi hết cái ngũ cốc này. Hy vọng anh uống cái ngũ cốc này anh sẽ nhớ đến em. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà anh sorry em là anh cũng vội vàng quá, anh chưa kịp chuẩn bị quà cho em được. Nhưng mà anh hứa là sẽ có lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em mất nhiều lần hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Nãy giờ thì trao đổi qua lại thì em cũng biết sơ sơ về anh rồi. Nói chung là ai đến cái chương trình hẹn hò này ai cũng có cái mong muốn là tìm một người bạn để mà chia sẻ những khoảng đời còn lại, không còn trẻ nữa. Em ngồi 40 anh cũng hơn rồi. Đó, thì bây giờ gặp mặt em thực tế thì anh cảm thấy em như thế nào? Có thể mình tiếp tục tìm hiểu hay là đi xa hơn? Thực ra thì anh thấy em cũng rất là dễ thương. Không ngờ hôm nay được gặp người dễ thương như em ở đây. Thời gian vì trên truyền hình cũng không có nhiều thời gian. Mình cũng không thể nói nào hết được. Nhưng thôi thì mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và nếu mà được nữa thì mình sẽ đi xa hơn. Những cái mong muốn của anh, ví dụ tìm hiểu một người bạn đấy, mong muốn anh sau này anh định cư ở đâu và anh sống ở đâu? Hiện tại là anh ở Bình Phước. Anh Bình Phước. Sau này ví dụ anh có gia đình hay là anh vẫn sống ở Bình Phước? Anh nói chung mình rất làm ăn mà chỗ nào mà ok thì anh vẫn sẵn sàng đầu tư.
Ví dụ em có mong muốn là ví dụ mình có thể lập nghiệp ở Sài Gòn được không? Được. Bây giờ em muốn có một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Hiện tại là em nuôi hai đứa con đó. Chứ anh không ngại rằng là em một người phụ nữ nuôi hai đứa con, anh không ngại à? Anh nghĩ là nếu người phụ nữ mà nuôi hai bé thì rất là bản lĩnh, rất là giỏi. Vì để trong cuộc sống lo cho các bé như vậy thì cần phải người có tài, có giỏi thì mới lo cho các bé được. Anh nghĩ là điều tốt mà. À, cảm ơn anh. Thực sự 10 năm qua em thấy mọi người đàn ông nhìn vào thấy em nuôi hai đứa con ai cũng đều sợ hết. Đúng là sợ đi em, đúng là sợ. Thấy là hai đứa con người ta sợ lắm. Bây giờ Quân tới nắm tay bạn gái hát tặng bạn gái một đoạn em nào đó. Em biết hát anh Linh ơi. Hay là nói những cái suy nghĩ về bạn gái. Đúng rồi, hai anh chị nắm tay nhau rồi. Tay kia nữa. Tay này nè. Đó rồi hai anh chị nhìn nhau đi. Thì em thấy em giới thiệu cái sản phẩm ngũ cốc của em đúng không? Dạ. Rất là khôn khéo mà rất là... Bình thường anh có thể là không thích uống cái đó lắm. Nhưng mà chắc từ nay đi em nghe giới thiệu chắc là em sẽ uống nhiều hơn. Chúc em được làm ăn gặp nhiều thành công hơn. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh có hát bài nào tặng anh không? Anh có thể hát tặng em một bài được không? Anh không khoe hát lắm. Để thôi anh đọc thơ. Anh không yêu thơ. Vậy bây giờ em có một bài thơ em đọc tặng anh. Nếu mà ai mà hiểu được cái bài thơ này sẽ có, nó hay và có ý nghĩa. Thời gian về ngang cửa, lặng lẽ chẳng ai hay. Bỗng một hôm tóc bạc mới nhận ra tháng ngày. Có hiểu câu thơ này như thế nào không? Anh nghĩ sao câu thơ này anh Linh? Em nghĩ cho anh nghĩ chi? Không có, anh ngồi ngoài sáng hơn em à. Bây giờ là đầu óc người ta chỉ nghĩ tới chuyện bấm nút để dắt nhau đi cà phê thôi. Người ta không có nghĩ ra được cái ý nghĩa của bài thơ. Nên là giúp người ta đi. Em phải để ý người bên cạnh em quan tâm người đó. Nếu em chỉ cần xa, không quan tâm họ, chỉ một thoáng thôi, tóc em đã bạc rồi đó. Không còn cơ hội nữa đâu. Mà phải vậy không? Phải với bạn không em? Cũng gần giống. Vậy hả? Như mọi ngày thì mình cứ đi về mình không có nghĩ đến thời gian. Nhưng mà khi thời mình nhìn lại tóc đã bạc rồi, con người mình đã già rồi. Hãy quan tâm những người thân yêu của mình nhiều nhất có thể, để một mai không còn cơ hội để quan tâm nữa. Nhìn lại tóc đã bạc rồi. Đúng rồi, không còn thời gian để quan tâm nữa. Rồi. Thôi trở về vị trí các anh chị. Hai anh chị sẽ có một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ về điều này nhé. Và sau khi Ngọc Lan đếm tới tiếng thứ 3 thì anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi mời chị. Nắm tay vô, nắm tay vô mới chụp hình đẹp. Hết ế chưa? Rồi chị nói đi chị. Chị nói với bà con, xóm, làng, bạn bè, Facebook. Chị nói đi chị. Hôm nay mình đến với chương trình mình đã thoát ế rồi. Hy vọng là bạn nào ế cứ tìm đến chương trình và muốn hẹn hò sẽ thoát ế. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hai bạn có thể nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường đất nước, đi cùng trời cuối đất. Nơi nào có tình yêu chúng ta sẽ đến đó. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, mời hai anh chị ạ. Rồi, rồi.